Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại kênh YouTube của em ạ, Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, em đã trở lại sớm ở dưới cửa bé này thưa quý vị. Và hôm nay đó, em và được sự gửi gắm của một anh ở bên nước ngoài. Thì em và anh này có trồng một cái cây trên núi. Cây này em xin được gọi bằng một cái tên yêu thương. Thưa quý vị, cây yêu thương. Thì cũng gần đến ngày hái trái ngọt rồi thưa quý vị. Đó là bé Ngân. Bé Ngân sinh sống cùng với bà nội ở trên núi. Thì hoàn cảnh của bé là cha mất, thì mẹ thì không ở cùng với các em. Cho nên là sau khi mà biết được những cái nỗi khổ của em và hoàn cảnh của em đó, thì em có mong muốn là được đi học tiếp tục. Cho nên anh ở bên nước ngoài, anh ở bên Cali thưa quý vị, muốn giúp đỡ cho em để tiếp tục công việc học hành này. Và cũng hơn một năm nay rồi, thì tình hình học tập của em cũng rất là tốt. Bây giờ nhờ cháu trai này dẫn đi lên trên núi thưa quý vị, tìm đến nhà của em một lần nữa, tại đây cũng khó tìm. Ở xóm này là xóm núi dưới cửa bé. Xóm này trời mưa hay bị sạt lở lắm quý vị. Bé Ngân ơi, xuống dẫn chú lên đây, có mấy em kỳ đây sợ quá. Bữa giờ ổn không? Dạ ổn. Này dễ thương đẹp gái ha. Hello everyone. Wow, này nói tiếng Anh nữa ha. Mời chú anh nhỉ con. Con đi chân không hơi cậy nâu. Vô chú không xe nào. Chào bà nội. Bà nội bữa giờ khỏe không? Dạ, cho con đi lại vòng đây ha, lâu quá con cũng quên rồi. Phía kia là trung tâm thành phố Nha Trang đó quý vị. Hướng này nhìn mấy nhà cao tầng lên, nhìn cũng đẹp. Hướng này là hướng biển hả chú? Hướng này hướng biển ha? Dạ đúng rồi. Hướng đó là hướng quảng trường đứng coi pháo bông được. Hướng đây? Dạ đúng rồi, còn bên đây là bên hướng của chùa Phước Long, là cũng đứng coi pháo bông được, ở phía xe ngay. Xe ngoài kia là bệnh viện Tâm Trí ấy. À, nhà mình bữa giờ có gì khác lạ không? Dạ không, nó cũng vậy thôi chú à. Mấy đứa nhỏ sao rồi? Dạ mấy đứa nhỏ đi học lên lớp hết. Học lên lớp hết ha? Dạ. Thi đậu. Học giỏi nữa. Dạ. Cái đứa nào nghỉ giữa chừng không? Dạ có thằng 208 mẹ nó đang học, mẹ nó không có học nữa nên là cho nó nghỉ. 208 đáng lý năm này là năm 2 đại học đó. Ủa 208 là năm là mới lớp 10. Qua lớp 10 à, đúng lớp rồi. 10 à. Chú lộn, con bé ở nhà 204. Con cùng học lớp 11. Vậy là sao mà phải nghỉ học? Dạ nó không chịu đi học nữa nên là nó nghỉ. Còn cái thằng nhỏ với lại cái con kia nó học giỏi. Là em nó thấy hoàn cảnh khó khăn, nó muốn đi làm kiếm tiền phụ. Dạ. Chị để nuôi bà nội. Dạ. Nuôi thêm mấy đứa ở sau nữa đúng không? Dạ. Có thằng Út à, thằng đó là thằng kề thằng Út. À. Dạ. Vậy là em nó là không muốn đi học nữa. Dạ. Hay là kẹt tiền không có tiền đóng tiền học? Dạ nó không có muốn đi học nữa. À. Nó muốn nghỉ giữa trường. Hồi đó mấy năm không có tiền đóng với bà nội nữa, không có tiền đóng nó nghỉ chứ. Dạ. Bà nội khỏe ha, ổn không? Bình thường uống thuốc hoài mệt quá. Dạ, ổn hết ha.
Cảm ơn con trai nha, nãy dẫn chú lên trên đây. Đây là thằng em, con bà cô, nó cũng là em trong nhà luôn. À, cũng em luôn. Nó là con của bà cô Út. À. Dạ. Bữa chú quay hoàn cảnh của con ở đây á, thì nhiều bà con của chú ở dưới cửa bé này cũng biết gia đình con lắm á. Dạ, con ở trên này thì ai cũng biết. Cụ Thải là em cùng em ở nhà. Dạ. Rồi bây giờ tình hình con sao rồi nè, kể cho quý ông bà với lại quý chú đều biết luôn. Con xin chào mọi người, đây là sau quá trình nỗ lực của con học 3 tháng rèn luyện cũng như là học tập. Thì con ở học ở trung tâm Dây Bẻo thì cuối cùng con cũng nhận được một cái bằng cơ bản. Đó là đây là cái bằng của con. Cái bằng cách tên con. Chúc mừng con ha. Rồi nghe nói là đang đi học thêm trung cấp gì nữa. Dạ đúng rồi, dạ. Bây con mua cái khóa đó nên là con được tặng một khóa. Nhưng mà nó cũng phải đóng tiền ấy, nên là con đang học khóa trung cấp để con thấy cái bằng màu đỏ. Đây là bằng màu xanh, bằng màu xanh của là bằng cơ bản, còn là bằng trung cấp là bằng màu đỏ. Là bằng bằng đó là có cái hiệu lực là khi mình đi xin việc là cũng dạ, có đúng giá rồi. Trị. Dạ, cái bằng đó nó có ấy hơn, nó keo hơn. Bạn học bao nhiêu năm? Dạ, cái đó là học 4 tháng. Học 4 tháng. 4 tháng là con được tặng thêm, con xin học thêm 1 tháng nữa để xong rồi con mới thi. Tại vì kiến thức của con cũng muốn có nhiều kiến thức hơn nữa để con mới thi. Rồi, giờ có muốn tiếp tục là học thêm cái gì đó không? Dạ, con đang tìm hiểu qua một khóa tiếng Anh miễn phí, con cũng chụp cho chú coi á. Nên là con đang học ở trên đó nữa. Vào học ngày B57, còn 246 là con học ở trên trung tâm. Rồi. Cái chú mà ở bên Mỹ đó thì chú đó là rất là thương con, rồi cũng muốn là theo con trong suốt cái chặng đường mà con đi học để mà ra nghề đó. Dạ. Thì cũng mong muốn là con cố gắng giữ vững cái tinh thần để quyết tâm học hành. Chỉ có con đường đi học, có bằng cấp thì mình mới tiến thân trong tương lai được. Dạ. Con học bữa con cũng ghi thư cho chú đó nhưng mà con sợ chú đó không đọc. Con ghi cho chú đó và chú kia luôn. Nên là con sợ chú là chú không có đọc được tiếng Anh nên là con chỉ có viết một thứ tiếng à. Còn lần sau mà con có viên thì con sẽ viết hai thứ tiếng. Sao biết chú không biết đọc tiếng Anh? Tại con thấy con không biết là chú có đọc được những cái từ mà con ghi hay không, tại cái chữ con nó hơi xấu á. Nên là con ghi tiếng Anh thì chú kia đọc được, chú kia hiểu. Nên là chú kia ước nè lần sau con viết tiếng Anh thì để lần sau con sẽ viết thêm một bức thư bằng tiếng Anh nữa. Đúng không? Chú có share tấm ảnh qua cho con coi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ước gì lần sau bé đó viết bằng tiếng Anh ha. Dạ. Thì hiện tại thì con đang cần thêm bao nhiêu nữa? Dạ, con học 3 tháng thì trong suốt 3 tháng là con cần con không biết nữa, con không biết là chi phí nó có phải thêm hay không, nhưng mà con bây giờ con chỉ cần 700 để con ăn uống với lại con mua đồ học tập. Rồi bây giờ chú gửi cho con thêm 700 ngàn. Dạ, con cảm ơn. Thì con cứ thoải mái sử dụng cái này đi. Dạ. Cho việc học của mình. Dạ. Rồi có cái gì khó khăn cứ nói với chú thì chú sẽ thông tin đến chú bên Mỹ. Dạ. Con gửi lời cảm ơn chú bên Mỹ theo con suốt quá trình học. Con chúc cho chú ở chú cũng như chú Lợi thành công trên con đường sự nghiệp và chúc cho gia đình bình an luôn luôn hạnh phúc. Con xin cảm ơn. Hay quá, cảm ơn con. Bây giờ có thể nói được một câu tiếng Anh dài dài cho chảy được không? Hello everyone, my name is Ngân. My name Chanchi. I am Chanchi years old. My hobby are listen to music, novel, reading novel and go shopping. My family six people. Con đang nhớ từ vựng ấy. Con run quá con quên rồi. I want to study. Gửi lời cảm ơn là thank you. Thank you dream. Con quên rồi. Cố gắng luyện nói ha. Dạ, thì chú nói thì cũng dở thôi. Con đang học phát âm với cô trên trường. Con đang dạy học phát âm kỹ ấy. Nên là con đi học là con sẽ ghi lại cái từng cái câu cô. Ví dụ là college đó là con sẽ học phát âm gì đó. Nhưng mà giờ con chưa có nói rõ lắm. Rồi ngoài cái giờ học rồi con có đi làm cái gì không? Dạ, bây giờ con đang đi làm
là con đang xin cái chỗ trên 40B Quang Trung ấy. Để tí con lên đó con phỏng vấn xong rồi con đi làm. Chỗ đó là làm cái gì? Dạ bán quần áo. Bán quần áo. Lớp có quần áo. Con đi làm với con nhỏ ở bên nhà bên đây. Con cũng đi học chung với nó luôn. Nên là con đi làm để kiếm thêm ấy. Giờ thì con chỉ làm được chứ con xin xoay ke thì không có được tại con đi học buổi tối. À. Nên là con ví dụ chú nói tiếng Anh con hiểu không? Dạ hiểu. You said your hobby listen music and go shopping. A question. You have a lot of money to shopping? No. 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 No shopping. Yeah. I like. I know. You like go shopping, but you on way. No. Look, no. No. No shopping. Look around. No shopping. Shopping là free time. Free time. Yes. Listen to music là kiểu là street. Okay, what kind of music? What kind of music? I rock, R&B, pop, ballad. Nhạc trí. Rock. Rap. Okay, chanting. Chanting music. Yes. And you said your family six people. Not wrong. My family have. Okay, my family have six people. Five people. Okay. Phải có cái từ have nữa là gia đình của tôi là có mấy người đó. Yeah. Nãy giờ đọc thì có vẻ như hơi hướng của tiếng bồi nhiều hơn. Yeah. Bây giờ chú có một ý đây nè. Thì con có ngại đi làm ban đêm hôm không? Tức là về trễ đó. Yeah. Về khuya một chút. Do mấy nay con làm đêm không được tại hồi bữa con sợ cái bữa ở trên đây có ông chết đi nên là con đi ngang qua cái đường con sợ con không có dám về khuya con về khuya không có ai dẫn con về á. Ví dụ như qua đêm được không, ngủ lại thì lâu con kẹt quá thì con mới xin ngủ lại nhà bạn. Tại vì nếu mà con đi làm ở Quang Trung á là có một cái tiệm mì cũng ở gần đó luôn. Tiệm mì thì chủ yếu là bán vào ban đêm, bán đông lắm. Nếu mà con có thời gian thì con có thể ghé qua đó con làm thêm ở đó con phụ. Ban đêm thì con làm không được tại con học. Con cũng sẽ được trả lương. Có thể bắt đầu từ 9 giờ hay 10 giờ tối gì đó. Vậy cái đó con làm không được. Không được ha. Dạ. Tại vì cái cô chủ tiệm mì đó là con biết giáo viên tiếng Anh gọi là gì? Teacher. Teacher cao hơn teacher là cái gì? Cao hơn teacher là master. Đó, thì cô đó là có cái bằng master tiếng Anh. Thì nếu mà con làm cho cô đó thì con sẽ được chỉ dạy miễn phí luôn, hoàn toàn luôn. Học hỏi thì... Tại vì nhà cô đó cũng có người ở nước ngoài. Anh rể của cô đó cũng là một mạnh thường quân ở kênh của chú. Cũng hay gửi tài chính về để chú đi làm việc này việc nọ, phát tâm đến bà con đó. Đó là gia đình của tiệm mì Lợi Ký. Nhưng mà con không có làm được quay đêm. Không làm được. Con là con gái nên là con đi về đường này con cũng sợ nên là con tư. Tại vì chú nghĩ là nếu mà con làm về trễ con có 12 giờ 1 giờ đó thì con sẽ ngủ lại đó luôn. Nhà chỉ có hai cô đó thôi. Nhà chỉ có hai cô là chị em thôi, tức là nhà con ngoài hết rồi. Trừ khi là con đi làm vào buổi sáng 5 giờ mà không ai chở nên là cũng con mới ngủ ở nhà bạn. Con xin cô, con mới ngủ nhà bạn. Con ngủ lại xong rồi sáng nó chở đi làm chiều nó đi về. Bây giờ là nãy có nói chú là 4 giờ rưỡi là chuẩn bị đi phỏng vấn. Dạ, đúng rồi. Bây giờ đi chưa? Dạ, một xíu nữa, 15 phút nữa con lên đó. Cái gì đi chung với chú, đi xuống dưới luôn, dẫn chú đi chứ. Dạ. Nhiều em kêu hết, chú cũng ngại. Ok, goodbye, see you again. Hy vọng là lần sau nữa mà gặp lại con á, là sẽ có nhiều tấm bằng hơn và nói tiếng Anh chuẩn hơn nha. Dạ. Để cho chú bên kia vui. Và hiện nay thì chú có mới nói với lại bà con á, là chú và cái chú bên Mỹ đang trồng một cái cây ở trên núi này, đó là cây yêu thương, đó là thương. Đang theo cùng con để mà trong việc học á, sắp sửa hái được trái ngọt, thì con cố gắng ngang, rồi bây giờ dẫn chú xuống dưới, được chú đi với con luôn, tại vì chú là để xe ở nhà của bà ngoại đó, rồi đi ha, ngoại ơi.
Thì trong cái tình hình mà mấy đứa nhỏ nó đi làm rồi, nó đi học rồi đó, thì cơm nước ở đây thì ngoại tự ăn hay là ngoại có nấu được không? Nấu được. Ngoại tự nấu được ha? Nấu cho cháu ăn. Đi chợ đồ mua đồ đồ được, rồi nấu cho nó ăn. Ở đây đi chợ rồi leo núi rồi có gì nguy hiểm không? Đi từ từ đi. Dạ. Quả nay nhiêu tuổi rồi? 63. 63 thôi. Dạ. Bây giờ ha, bây giờ thì củ ít lòng nhiều nhân quả nha. Con có 200 ngàn muốn tặng cho ngoại. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nhân quả nha. Cái này ngoại có muốn ăn cái gì thì ngoại mua. Hoặc là ngoại mua thịt cá cho nó về nấu bữa ăn ngon ngon cho gia đình cùng ăn. Là con gửi cho ngoại. Cảm ơn. Dạ, không có gì. Tao chứ bao giờ không biết chút bây giờ thì ấy nó quên nó trôi rồi. Dạ không sao đâu, dạ. Tao cố gắng giữ sức khỏe nghe. Dạ. Ở đây nóng quá ha. Mét của chú à? Bên đây mét. Ngồi cái đây là mét rưỡi luôn. Ở đây mát nhưng mà vô trong phòng thì tôn không, nó nóng. Dạ đúng rồi, cái nhà nó bị hầm á. Nó nóng, con ngồi ở đây là. Ô, bà giữ sức khỏe nha, để con đi với con bé xuống. Giờ đây cứ ở đây à. Không, cứ để đeo đi. Rồi chào ngoại nghe. Dạ. Rồi đi con. Đi dạ. Chưa chuẩn bị đồ dạ. Luôn chưa? Dạ đi con lấy đồ đi luôn. Dạ kính thưa quý vị, cận cảnh hơn nhà của bé Ngân là mọi thứ cũng chấp vá rồi thưa quý vị. Từ những cánh cửa nè, từ những tấm tôn nè. Đây là cái giường ngủ, đây bà ngoại ngủ ở đây hả? Cô là bà nội của mấy đứa nhỏ. Dạ. Đây khu vực nhà của bé Ngân. Chỗ mấy chị em ngủ ở đâu con? Ngủ ở đây luôn hả? Dạ, chỗ mấy chị em con nằm ở đây. À, nằm ở đây. Dạ này, đây là góc của mấy chị em con. Trải nệm ra nằm thôi. Dạ đúng rồi, có cái quẹt này ngủ. Chứ đợi một xíu con lấy cái này xong con. Rồi rồi. Ở trên núi này việc đi lại cũng bất tiện lắm quý vị. Ở trên đây cảnh đẹp quá ha. Dạ. Bữa trưa mình nằm ngoài đây rất là mát nhưng mà nó không có cái miếng bạc. Cũng hanh. Nó hanh thôi nhưng mà gió thổi thì mát. Dạ đúng rồi. Cái này trời bữa hồi đợt mà trời mưa giông rồi đó. Ở đây đi lại nguy hiểm không? Dạ có, đế ở trên núi nó cũng lăn. Đế rớt xuống luôn. Đế nó lăn đó chú ạ. À. Dạ. Ông bắt đâu? Hàng ngày thì con đi làm cái này thì một tháng lương là lãnh được bao nhiêu tiền? Dạ có 3 triệu à. Con xin cái chỗ có 3 triệu à. Làm mấy tiếng đồng hồ? Dạ làm từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Nhưng mà có bữa thì con đi học buổi tối nên là con sẽ thay xe kê hai đứa ấy nên là cũng 3 triệu à. Đi. Được xé khó đi quá ha. Thẳng đứng à. Dạ. Này là thằng con bà cô. Con bà cô Tư ấy. Bà cô ở dưới bà nợ để mua bà nợ. Ở trên đây mấy còn lô đất trống này là của người ta hay sao con? Dạ con không biết nữa cái của người. Cũng giúp cho dùm nhiều gia đình nhà nó. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Ở đây nhà con ai cũng biết ai cũng thương hết. Dạ. Con ở trên xóm này con đâu có đụng chuyện ai đâu nên là ai cũng thương. À. Dạ anh chị. Đâu thế ăn xong rồi quay vô luôn trời. Ba nè. Mọi người hãy cùng con theo dõi hành trình con học nha. Con sẽ có một trái ngọt cực là ngọt cho mọi người xem. Cố gắng nha con nha. Ở đây thì gọi là tổ mấy con? Dạ tổ 2 phường trường. Tổ 2 ở đây gọi là trường gì? Dạ Trường Sơn. Trường Sơn, Trường dạ. Sơn là xóm núi ha. Dạ. Dạ.
Đây là nhà ngoại của Bé Ngân thưa quý vị. Dạ không, đây là nhà chồng của cô Sáu. Là nhà, sao? Là nhà chồng của cô Sáu. Nhà chồng của cô Sáu. Dạ. À, nói chung là cũng là bà ngoại đó, bà ngoại mà bà ngoại thứ đồ này nọ đó. À. Xe con trong kia ha. Dạ xe con ở trong. Rồi ok, bye bye con nha. Dạ bye bye chú. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người về một cái bàn điểm nhất. Dạ kính thưa quý vị, em đã trở lại căn nhà của chị Vang và hai mẹ con của chị á, sống ở trên gác này thưa quý vị. Còn ở đây là chị tá túc nhờ nhà của người mẹ ruột. Và cái tình trạng của chị Vang thì quý vị cũng đã biết rồi. Em xin phép được nhắc lại để quý vị cùng hiểu rõ hơn. Chị Vang khi mà lấy chồng đó và mang bầu, khi mà đẻ con ra đó thì là bạn nhỏ đây nè. Rồi người chồng đã bỏ đi, hai người chia tay. Rồi từ đó đến giờ chị Vang một thân một mình thôi, nuôi con nhỏ. Rồi bây giờ là đã 17 năm rồi. Thì bây giờ là 17 tuổi đó. Năm ngoái em gặp chị hay là năm nay? Năm nay thì em mới tới đây mà. Dạ. Tức là bây giờ bé đã 16 tuổi rồi thưa quý vị. Và từ đó đến giờ chị Vang chỉ sống có một mình thôi. Hoàn cảnh rất là khó khăn. Trên này thì rất là nóng, mùa hè thì ở Nha Trang quý vị biết rồi, trời nắng nóng gắt lắm. Và hôm nay đó được sự gửi gắm của chú Phan Hạnh ở bên tiểu bang California có gửi đến cho chị Vang là 200 đô la Mỹ. Em xin phép gửi luôn cái hiện trạng này đến chị ha. Dạ, bây giờ thì chị Vang có thể giới thiệu lại về bản thân mình để quý vị khán giả cùng biết đến, rồi chị có đôi lời muốn nói gì không với chú Phan Hạnh ạ? Mình nói mẹ đúng không hay sao? Dạ sao cũng được. Chị tên là chị Nguyễn Thị Thanh Vang, năm nay là 48 tuổi. Có một bé khuyết tật là Đỗ Nguyễn Khánh Ngân, là 16 tuổi. Mình nói gì nữa? Dạ. Mình còn nói gì nữa không? Tùy chị ha, chị cứ trả lòng mình đi, không sao. Nói chung là cuộc sống của chị là rất là khó khăn. Buổi sáng thì bé ngủ thì chị tranh thủ chị làm mấy tiếng. Dạ. Rồi chị về là chị cơm nước cho cháu, xong là nấu cơm nấu nước cho cháu, rồi cho cháu uống sữa thay tã, xong rồi chị lại đi tiếp. Chị lại đi kiếm tiền. Nói chung là làm mọi thứ một chút để có đủ tiền mà trang trải cho cháu á. Với lại hiện tại là chị đang bị cái thận chị nó yếu. Thận nó ứ nước. Hai cái tay chị thì nó mỏi lắm. Chăm con mình chị chăm bé, cho nên là cái tay chị nó bị khô khủy khớp tay. Dạ. Cho nên với lại bị gai, cho nên là cái thời gian mà cháu nó còn ngủ là chị tranh thủ chị đi chữa bệnh. Dạ. Chị đi nằm giường ở chỗ bên 112 Lê Hồng Phong á. Chị nằm đó là 1 tiếng 45 phút. Để chị chữa cái tay với cái thận, chứ để có sức khỏe mới lo cho cháu được, chứ mình bệnh thì con mình ai lo. Dạ. Cho nên là chị cứ chạy đi chạy về, chạy đi chạy về thì chị mới về thất thì với mấy. Chị mới về chị cho cháu ăn cơm là em tới. Dạ. Chị nghe kêu gì Vang Vang, ở đây không ai biết tên chị, nhưng mà chị nghe kêu Vang Vang là chị hơi ngạc nhiên á. Dạ. Nói chung là con là rất cảm ơn chú Phan Hạnh. Thì chú lớn tuổi phải không em? Dạ. Nói chung là hoàn cảnh của cháu thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà chú thương tình, chú nghĩ đến mẹ con cháu, gửi giúp đỡ cho cháu thì chắc rất là, cháu rất là cảm ơn chú. Chỉ là không biết nói gì hơn là chúc chú thật nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, cháu nhỏ này là bị về bệnh mắt nè, mổ mắt. Rồi nhưng mà cái quan trọng nhất là cháu không có nhận thức được. Tại vì từ lúc mà đẻ ra đến giờ là bị về vấn đề bộ não đó quý vị. Chị Vang cũng rất là cực nhọc. Và hôm nay chị chú Phan Hạnh cũng có nhắn gửi là chú vẫn biết là bé thì càng ngày càng lớn, thì sức nặng sẽ càng ngày càng nặng. Rồi lúc đó thì chị cũng sẽ không khó để mà giúp bé trong cái việc vệ sinh cá nhân hay là chăm sóc cho bé. Chú rất là thương tấm lòng của chú và cô gửi đến chị và cháu ha. Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ.
Thôi chị cũng giữ sức khỏe nha. Dạ cố gắng. Dạ. Mấy ngày nay nó quậy á, nó không ngủ đêm. Không ngủ đêm. Không biết sao nữa, mấy ngày nay nó đêm nào nó không thức, đêm nào nó thức, chị đuối với nó luôn á, sáng dậy nhức đầu không nổi. Dạ. Tại vì nó thức đêm á là nó phải có nhạc. Là nó nghe nhạc rồi nó giỡn, nhạc mà hết á là bắt đầu nó phải khều mình. Dạ. Khều mình để mình mở cho nó, còn chứ còn không mở thì nó là bắt đầu nó la, nó phải nghe nhạc liên tục. Đúng rồi, hiện tại đang cầm cái máy. Dạ, mở 24/24 luôn đó. Rồi. Dạ. Dạ cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chị nha. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Chúc em nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, chú Phan Hạnh ngày xưa là chú có học trường Sơn Ca ở đường Lê Văn Duyệt đó quý vị, và chú cũng rất quen thuộc những cái đường đi từ cái xóm khu gia binh quân cụ về với lại đường Lê Văn Duyệt rồi đến với đường trường Sơn Ca. Đó là những cái khoảng thời gian đầy kỷ niệm của chú khi còn sinh sống tại thành phố Nha Trang. Thì hiện nay thì chú và gia đình đang ở bên tiểu bang California thưa quý vị. Cảm ơn chú Phan Hạnh và cô rất là nhiều. Dạ.